Dạ rồi, em Thú Euro Sài Gòn kính chào anh em. Xin mời anh em là hai cái lọc xì của Victor. Thì nó có đen là SEA70 ha. SEA70 thì những cái dòng Victor này quá nổi tiếng với anh em rồi. Đây là những cái dòng được nhiều anh em ưa chuộng nhất. Thì em về được hai con rất là đẹp. Đấy. Cần sáng tròn không ten rỉ gì hết ha. Đây em quay kỹ cho anh em xem. Là hình thức chiếc phía bên dưới ha. Đây. Các chân cần nè. Bóng lón sáng trưng. Núm nút phía dưới cũng vậy. Rồi chiếc bên trên. Sáng tròn. Đây. Không ten rỉ gì hết, rất là đẹp. Đây còn hình thức mặt mũi nè, hai chiếc rất là ken luôn. Đây. Phần sườn nè. Trên dưới vẫn có một cái hai cái vết trầy nhẹ ha, nước sơn riêng em chưa có sơn lại ha. Đấy. Cái bên chiếc dưới thì có nó hơi trầy nhẹ chút xíu. Đấy, bên đây thì không có trầy, rất là đẹp nè. Đây là phần phía sau. Đây là phần phía sau của chiếc phía trên nè. Chiếc phía trên ha, thì có số ri này 996 ha. Chiếc bên dưới. Chiếc bên dưới thì 912 ha. Đây. Các chân đã cắm đâu vào nè, mới tinh. Sáng tròn. Đấy. Ốc ác nè, ốc ác là trắng phao mới ken luôn. Đấy. Mặt mũi rất là ken. Và giá thì những cái con này chất âm quá là nổi tiếng rồi, thì chủ yếu là em quay về đầu đẹp và giá của nó thôi. Giá là 7,5 triệu bao ship toàn quốc ha. 7,5 triệu cho con Victor CA70 cực đẹp, long lanh luôn ha. Rất là ken, từng đấm nút cần là sáng tròn bức ken luôn. Đây cũng vậy ha, đồ đẹp rất là mới. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện và em test cho anh em ha, xong rồi em mở nắp ra cho anh em xem tường tận hai nội thất hai con luôn. Rồi thì em đã gắn dây kết nối vào ha, thì đường nhặt vào nè, ghim vào ổ lin, đường ao ra em ghim lại vào ống ly của dây nóng 2035 mã ha. Đây em sẽ mở nguồn vô, mở nguồn lên điện nó sẽ thông qua. Không lọc nè, không qua lọc nè. Đây là có lọc ha, có lọc thì em kéo hạ hết cần ha, giờ lên cần cho nên nè. Bên đây ha. Tình nào
Phía dưới. Rồi, thì em sẽ mở nguồn chiếc dưới lên nè. Đây. Đó là chế độ qua lọc ha, đang chế độ qua lọc, chế độ không lọc nè. Đây, chế độ qua lọc ha, thì em kéo hạ hết trần nè, cho lên nè. Bây giờ em sẽ mở phần nội thất cho anh em xem ha. Đây là phần nội thất của chiếc bên trên nè. À, chiếc bên trên này có Suzuki ha, 996 nè. Đây, sexy và gồm 7 màu. Đây là các bao mặt thành những cái cần chỉnh âm sắc nè. Và gồm 7 màu luôn. Đây. Rất mới ha. Em rút cái phần để em rình nó xuống. Đấy, phần nội thất nè. Đây. Hoàn khe luôn. Rồi, để em mở chiếc thứ hai. Đây là nội thất của chiếc thứ hai ha. Chiếc thứ hai có số series nè, 942. Đấy. Rồi, rất là ken ha. Này. Đẹp luôn. Rồi, thì với giá là 7,5 triệu một con, em bao ship toàn quốc ha. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.